Piqué tiết lộ suy nghĩ của Messi về Ronaldo trong những ngày đỉnh cao nhất. Hậu vệ cũ của Barcelona, Gerard Piqué, người chơi cùng cả Ronaldo và Messi, tiết lộ suy nghĩ của siêu sao người Argentina về đại kình địch. Gerard Piqué khẳng định Lionel Messi chưa bao giờ bị ám ảnh bởi Cristiano Ronaldo trong những năm đỉnh cao của cuộc cạnh tranh giành quả bóng vàng. Trong khoảng thời gian tuyệt vời nhất của hai thập kỷ, cả hai đã bị nhốt trong cuộc chiến không lối thoát. Messi đã chiếm ưu thế trên mặt trận quả bóng vàng với 8 chiến thắng mang tên anh so với 5 của đối thủ người Bồ Đào Nha. Nhưng cả hai người đều tự hào về một bộ sưu tập đáng kinh ngạc về các danh hiệu lớn và được ghi vào sách kỷ lục. Messi và Ronaldo đã đưa nghệ thuật ghi bàn lên một tầm cao mới. Nhưng Piqué, người từng chơi cùng Messi ở Barcelona và Ronaldo ở Manchester United, khẳng định rằng biểu tượng người Argentina chưa bao giờ chú ý nhiều đến việc CR7 đang thi đấu như thế nào. Piqué đã nói với TalkSport, anh ấy không phải kiểu người như vậy. Messi rất tập trung vào đội bóng, mặc dù anh ấy luôn được lên trang đầu tiên trên tất cả các tờ báo, đài phát thanh và TV. Vào cuối ngày, anh ấy rất thân thiết với tất cả chúng tôi và anh ấy chỉ tập trung vào việc giành được những danh hiệu như Champions League và những thứ tương tự. Messi đã giành được nhiều quả bóng vàng nhưng đó không phải là điều ưu tiên đối với anh ấy. Piqué đã giành được những danh hiệu lớn cùng với Messi và Ronaldo. Đặc biệt là trong những năm còn trẻ ở Old Trafford, đã giúp anh trở thành nhà vô địch World Cup. Piqué nói thêm về việc rời La Masia để tập luyện ở Anh. Piqué nói, lúc đó thật tuyệt vời vì tôi còn rất trẻ và mỗi ngày khi đến phòng thay đồ, chúng tôi có Ryan Giggsy, Scholes, Gary Neville. Thế hệ 92, thật không thể tin được, chúng tôi có những Rooney và Ronaldo đang đến. Tôi nhớ như điên về khoảng thời gian đó, mỗi buổi tập giống như một cơ hội để chứng minh khả năng, tôi đã có thể chơi ở cấp độ đó. Thật khó khăn, tôi có thể nói với bạn rằng mỗi ngày bạn phải kèm theo Wayne Rooney hoặc Cristiano, nhưng điều đó tốt vì bạn có những thử thách tuyệt vời để đối mặt. Những năm tháng ở Man United đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Messi và Ronaldo vẫn chưa cho thấy những dấu hiệu chững lại ở độ tuổi 36 và 39. Messi đang tìm cách nâng cao vị thế của mình với tư cách là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại tại đội bóng MLS Inter Miami. Trong khi Ronaldo đã ghi 36 bàn sau 39 lần ra sân mùa này cho đội bóng Saudi Pro League Al-Nassr.